Bạn đã quay trở lại với kênh Tôi Một Khám Phá. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Trung Quốc là một kho tàng với vô vàn những điều hay ho thú vị để chúng ta tìm hiểu khám phá. Và trong đó có những ngôi làng kỳ lạ luôn thu hút được rất đông đảo khách du lịch đến thăm. Đó có thể là những ngôi làng với kiến trúc cổ xưa kỳ lạ, nhưng ẩn sâu bên trong đó là những câu chuyện bí ẩn khó có thể giải thích. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu những ngôi làng bí ẩn và kỳ lạ nhất ở Trung Quốc nhé! Làng sấm sét. Mở đầu là một ngôi làng với cái tên nghe thôi đã khiến ai nấy đều phải rùng mình, đó chính là làng Sấm Sét. Là một ngôi làng xinh đẹp nằm ở nội địa miền núi của thành phố Nam Xương, nơi mà mọi người thường tránh xa như dịch bệnh hạch. Nơi đây đã có hàng chục người dân làng thương vong vì bị sét đánh. Thậm chí có người đã phải bỏ mạng vì liên tục bị dính đòn trời đánh này. Lâu dần, những người dân còn đang sống ở đây lại cảm thấy bình thường và chai sạn bởi sét đánh ở đây đã xảy ra như cơm bữa hàng ngày. Họ thậm chí còn ngủ được ngay cả khi sấm chớp giật đùng đùng làm rung lắc mái nhà. Những ánh sáng chói lóa chiếu thẳng cả vào mắt liên tục xảy ra, như chuyện thường ở huyện. Tất cả những đồ vật như nồi niêu song chảo, vật dụng trong nhà dịch chuyển và rơi vỡ, họ cũng mặc kệ vì không thể làm gì khác được. Cũng vì hiện tượng sấm chớp giật liên hoàn sáng chói cả ngày cả đêm nên họ rất hiếm khi phải dùng tới điện thắp sáng. Thậm chí người dân ở đây còn lợi dụng nguồn ánh sáng này để đi đêm, làm việc và đi đánh cá. Xong, cũng có nhiều người trẻ phải tha hương bỏ làng vì không thể sống trong thảm cảnh cùng ngôi làng bất hạnh này. Theo thống kê vào tháng 10 năm ngoái, ngôi làng này hiện chỉ còn 8 người sống ở làng thường xuyên, còn lại đã tha hương biệt xứ. Cũng bởi sự bí ẩn nên càng có nhiều du khách đến tham quan. Dù rất đông, nhưng tuyệt nhiên buổi tối chẳng có ai dám ngủ lại qua đêm cả. Họ tha trở về nhà, còn hơn là ở lại, cho dù có cho cả một bao tiền đi chăng nữa. Chẳng biết lý do thực sự là gì mà nơi đây lại bị trời hành đến vậy. Nhiều người cho rằng chắc bởi tổ tiên của ngôi làng đã làm phải chuyện kinh khủng nào đó, nên giờ đây con cháu họ mới phải gánh chịu hậu quả. Bạn nghĩ sao về ngôi làng sấm sét này? Và nếu là bạn, bạn có dám thử qua đêm ở ngôi làng sấm sét kinh dị này hay không? Hãy nhớ để lại comment dưới phần bình luận nhé! Và tiếp theo là một ngôi làng đã bị lãng quên. Chắc chắn bạn sẽ phải ngã ngửa với vẻ ngoài của nó đấy. Ngôi làng bị lãng quên, phủ đầy rêu xanh. Một ngôi làng kỳ lạ được rêu xanh phủ kín, bao trùm lên tất cả các ngôi nhà, tạo nên một bức tranh đẹp như mơ mà dám cá là những tín đồ đam mê thiên nhiên đều không muốn bỏ qua. Đây là một ngôi làng chài bị bỏ hoang nằm trên đảo Gâu Quy, một trong 400 hòn đảo thuộc quần đảo Shanxi, phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Có vẻ như mẹ thiên nhiên đã vô cùng ưu ái cho ngôi làng này, giúp nơi đây trở thành một địa danh hữu tình nên thơ, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong ngôi làng là một vẻ đẹp ma mị, bí ẩn khiến nhiều người xem luôn tò mò, khám phá. Có người nói rằng, phía dưới ngôi làng thực sự là những ngôi mộ chôn cất. Đó cũng là lý do khiến cho người dân nơi đây ngày đêm ám ảnh bị quấy phá đến mức không ai có thể bám trụ lại. Theo một số du khách ghé thăm kể lại rằng, họ thấy bị ám ảnh bởi hình dáng của ai đó đứng bên trong nhìn ra, nhưng thực tế ngôi nhà đó không hề có người ở. Cũng chẳng ai đưa ra những nhận định chính xác về những bí ẩn, lý do tại sao ngôi làng lại bị bỏ hoang tới rêu phong như vậy. Thế nhưng, đây xứng đáng là một địa danh bí ẩn, hay ho mà các tín đồ ưa mạo hiểm khám phá muốn đặt chân tới. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hối hả ở các thành phố đông đúc dân cư của Trung Quốc. Chỉ cần nhìn qua, bạn sẽ cảm nhận được ngôi làng dường như đang dần nuốt chửng những ngôi nhà. Du khách đến tham quan sẽ cảm thấy như lạc vào miền cổ tích, hoang sơ và xinh đẹp. Còn mình thì đang hóa thân vào một nhân vật cổ tích nào đó. Thanh bình thôn quê nhưng vẫn khiến cho người ta lạnh sống lưng vì cảm giác vắng lặng và buồn mang mác, bởi nơi đây đã không còn người dân sinh sống. Những năm gần đây, đã có một vài người dân trở lại sinh sống để mở cửa dịch vụ, phục vụ du khách. Và với vẻ hoang sơ ma mị cùng với bao nhiêu lời đồn đại của ngôi làng này vẫn luôn là điều thu hút khách du lịch trên toàn thế giới. Ngôi làng ma ám. Tiếp theo là một ngôi làng có tên Phong Môn tại Trung Quốc, là một địa danh chứa nhiều bí ẩn cùng những câu chuyện quỷ dị luôn là nỗi sợ hãi cho bất cứ ai mỗi lần đến đây. Được biết, ngôi làng nằm ẩn sâu trong rừng núi và nằm giữa hai thành phố sầm uất Thẩm Dương và Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà làng Phong Môn lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Vậy, sự thật là gì? Vào năm 1963, một nhóm người đi lạc vào làng Phong Môn. Theo lời kể lại, lúc đi ngủ nửa đêm, họ đã nhìn thấy mặt quỷ cạnh gối. Sau đó, có nhiều du khách đến đây kể lại cũng đã gặp phải vô số chuyện kỳ quái, ma quỷ, không thể giải thích được. Tiêu biểu như câu chuyện của một đoàn du khách từng cắm trại bên bờ sông Tiêu Diêu kể rằng ban ngày, cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp, họ đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Không có chuyện gì bất thường xảy ra cho đến khi trở về nhà, bỗng phát hiện bức ảnh bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt người nhưng rất mơ hồ.
Chưa hết, lúc đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Thậm chí, họ còn cảm thấy choáng váng, uể oải ngay khi bước chân vào ngôi làng, giống như có một thứ linh khí kỳ lạ nào đó tác động đến họ vậy. Và cũng bởi những điều kỳ lạ liên tục xảy ra, nên nhiều người cho rằng ngôi làng này có một thế lực bí ẩn nào đó đang chung sống cùng. Cũng đã có rất nhiều những cuộc điều tra được thực hiện nhằm vén màn những bí ẩn này, nhưng cuối cùng kết quả vẫn đi vào ngõ cụt. Những đoàn khách tới đây đều không ai dám quay trở lại lần thứ hai. Ngôi làng không có muỗi suốt hơn 1.000 năm. Thật là tuyệt vời nếu xung quanh chúng ta không có lấy một con muỗi nào. Cứ thoải mái ngủ mà chẳng lo chúng rình mò đánh chén chúng ta. Có thể bạn đang nghĩ trong đầu rằng không thể nào có chuyện đó được. Thì đây, tốt một chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn một nơi như vậy. Đó chính là ngôi làng cổ mang tên Đinh Hoàng tại Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sở dĩ nói ngôi làng Đinh Hoàng này kỳ lạ bởi vì trong suốt hơn một thiên niên kỷ qua, ở nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ con muỗi nào. Mặc dù ngôi làng lọt thỏm giữa những cánh rừng rậm rạp, đáng lẽ ra muỗi phải càng nhiều mới đúng chứ nhỉ? Hơn nữa, tại đây bạn cũng không thể tìm ra được những căn nhà xây bằng xi măng. Tất cả các công trình kiến trúc trong làng đều được xây dựng từ đá núi. Ngôi làng này còn bảo tồn rất nhiều nét văn hóa lịch sử với tường vàng, gạch đen, nhà gỗ, cầu thang đá. Có nhiều người nghĩ rằng bởi người dân nơi đây đang thờ một tảng đá có hình con cóc ở đầu làng, miệng cóc hướng về phía ngôi làng của mình, nên muỗi đã bị ngăn cản, không thể xuất hiện. Hoàn toàn trái ngược với những ý kiến trên, người dân làng Đinh Hoàng lại rất thực tế và khoa học khi nghĩ rằng lý do muỗi không thể xuất hiện tại đây là bởi vì thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường của họ rất tốt. Họ thường thu gom rác thải rồi đem chôn trên đồi, vệ sinh rất sạch sẽ. Cũng bởi vậy, lũ muỗi từ đó mới lặn mất tăm. Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán. Người dân tại làng Đinh Hoàng cũng rất hy vọng các chuyên gia nghiên cứu sớm giải đáp thắc mắc và tìm ra nguyên nhân cho điều kỳ lạ ở ngôi làng bí ẩn này. Ngôi làng toàn bộ người dân đều sống dưới lòng đất. Các bạn thân mến, thế giới rộng lớn bao la có vô vàn điều thú vị. Trong đó sẽ có rất nhiều điều, thậm chí bạn thấy cực kỳ vô lý và chưa từng nghe thấy bao giờ. Điển hình như những ngôi làng dưới lòng đất chỉ có ở Trung Quốc. Đó là một ngôi làng được mệnh danh là không đụng hàng với bất cứ nơi đâu. Những du khách lần đầu đến đây không khỏi ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy cây cối mà không thấy làng. Nhìn thấy làng rồi mà chẳng thấy nhà. Dù nghe rất rõ tiếng người nhưng lại không hiểu tiếng động phát ra từ đâu. Quái lạ nhỉ, đó là đâu mà lại kỳ bí hay ho đến vậy? Chính xác đây là ngôi làng với những căn nhà được xây dựng trong lòng đất ở độ sâu 6-7 mét. Đa số trong đó là những căn nhà hình vuông có cạnh từ 10-12 mét. Mỗi ngôi nhà này đều có một đường hầm khá sâu để kết nối với thế giới bên ngoài. Để có được một căn nhà dưới lòng đất như thế này, mỗi hộ gia đình phải mất từ 2-3 năm đào đất, lấy chỗ trống rồi mới tiến hành xây dựng được. Mọi sinh hoạt của các hộ gia đình ở ngôi làng dưới lòng đất này đều gói gọn trong căn nhà nhỏ kín đáo của mình. Điều đặc biệt là ngôi làng này không hẳn là của hiếm vật lạ ở Trung Quốc, mà chính xác đây là kiểu thiết kế phổ biến ở khá nhiều vùng tại Trung Quốc. Tính xương xương thì còn khoảng hơn 100 ngôi làng với gần 10.000 ngôi nhà dưới lòng đất tồn tại. Ngôi nhà dưới lòng đất cổ nhất được ghi nhận đã có tuổi đời hơn 200 năm và là nơi sinh sống của 8 thế hệ trong một gia đình. Du khách tới tham quan có thể đứng từ trên mặt đất nhìn xuống những ngôi nhà này, hoặc thậm chí là chăn thả gia súc ở bên trên. Đúng là độc lạ thế này thì hết dịch phải book ngay vé qua Trung Quốc làm một tour cho mở mang tầm vóc các bạn ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi là 5 ngôi làng kỳ lạ và bí ẩn nhất Trung Quốc. Bạn ấn tượng với ngôi làng nào nhất? Và nếu như bạn còn biết thêm những ngôi làng kỳ lạ nào nữa thì đừng quên hãy để lại comment chia sẻ thêm cho top 1 chúng mình cùng mọi người biết nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video clip này thú vị, hay ho thì đừng quên like, share và subscribe kênh Top 1 Khám Phá. Sau đó nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!